Vâng, thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta có rất là nhiều những cảm xúc. Dù cho là mùa xuân đi chăng nữa, hình như mình nghe nhạc buồn mình cảm thấy nó phê hơn đúng không tụi em? Dạ, mang mát hơn anh, đê tái cõi lòng. Mà trong lúc mình vui mình cũng có một bài nào đó mà tự nhiên lắng động xuống nghe nó đã. Quý vị thấy ví dụ như những cái bài mà về Happy New Year nhá, cái nội dung nó cũng là nội dung buồn, và cái nhạc nó cũng là buồn. Vui hay không là do mình, và cái ấm áp hay không là do cái cảm nhận của mình bên trong. Quý vị thấy nó viết cái câu đầu tiên là No more champagne and the fireworks are through, là không còn champagne nữa, pháo bông cũng đã tàn rồi. Thưa quý vị, trong cuộc sống nó là vậy. Lúc mà mình vui mình không cảm nhận được gì đâu. Khi mình buồn là những lúc chúng ta có đủ cái độ lắng để chiêm nghiệm lại cuộc sống, để cùng xem là nếu như mình được phép vui trở lại thì mình sẽ không cho phép mình buồn như thế này mãi. Mình có một cái cơ hội để tái tạo lại cái động lực để có thể sống tốt hơn, để không cho phép mình bị đắm chìm trong cái nỗi buồn đó. Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc nhạc tình vô cùng da diết qua hai tiếng hát rất là truyền cảm, Ôn Vĩnh Quang và Lê Hiếu với hai ca khúc mới của họ. Chẳng phải ta đã chia tay từ ngày đến cho nhau thời gian để bắt đầu lại. Người đã từng khiến anh tin rằng một khi yêu là yêu hết tâm can. Dẫu những năm tháng yêu thương vào chiều nắng say em về bên nồng nàn ấy, dù anh vẫn níu lấy mà thôi đã muộn màng. Là anh, là em, là dĩ vãng. Chuyện tình mình thả vào mây gió cuốn trôi, em về cùng người vẹn cho em hết cuộc đời. Mỉm cười chạnh lòng vì duyên ta lỡ đánh rơi, nợ tình yêu đâu ai nỡ đành thôi. Cho em cả bầu trời là người mang bình yên lắm, còn tim trời vơi chỉ là thật lòng này sao chưa hết nghi ngờ. Đoạn tình đó rồi sẽ hóa phai phôi. Là người mang bình yên lắm, còn tim trời
cuộc đời. Mỉm cười chạnh lòng vì duyên ta lỡ đánh rơi. Nợ tình yêu đâu ai nỡ đành thôi. Sao chưa hết nghi ngờ đoạn tình đó rồi sẽ hóa phai phôi.